Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh linh kiện 75.9.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là 20 bộ mạch điều khiển động cơ dimmer điện áp 220V loại 2000W với ký hiệu là từ 61-80 và giá sản phẩm hiện tại bên mình đang bán là 50.000 đồng. Thì khi anh em nhận được hàng sẽ bao gồm là một mạch điều khiển động cơ dimmer loại 2000W như thế này. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Và các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee hàng. Shopee có tên là linh kiện 79. Hoặc đơn giản nhất các bạn có thể xuống phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Ok, thì trên mạch này nó sẽ gồm có những đường như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ có 4 chân như thế này. Nó có ký hiệu rất rõ bên trong. Đầu tiên nó sẽ là IN và IL. Đó, thì đây là đầu chúng ta cấp điện áp 220V trực tiếp vào nhé. Còn hai đầu còn lại ở bên ngoài đây chỉ là đầu AN và AL. Thì đây là đầu là chúng ta cấp của động cơ hoặc motor hay là bóng đèn điện sử dụng điện áp 220V để cấp vào hai cái đầu này nhé. Và ngoài ra chúng ta cũng có chip áp để tăng chỉnh nữa. Rồi, thì ở đây mình đã đốt sẵn cho các bạn rồi. Thì hôm nay mình test sẽ bằng hai cái bóng đèn bằng một bóng đèn sợi đốt loại 1000W đi vào đầu AN và AL nhé. Còn điện áp đầu ra, điện áp cấp vào là điện áp 220V điện lưới, mình sẽ cấp vào bằng đầu IN và IL. Đây, mình sẽ cấp vào cho anh em xem. Đó, thì hiện tại như là mình đang thấy là không có chỉnh con chỉnh áp này. Bây giờ mình sẽ tăng lên dần này. Đó, lên xuống này, lên này, xuống này, tăng này. Rồi, rất là mượt đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ mạch đầu tiên chúng ta hoạt động rất là bình thường. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu để tiếp tục với những mạch tiếp theo. Thì ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là từ 61 các bạn nhé. Ok, và những mạch tiếp theo thì mình sẽ test tương tự như những mạch đầu tiên này nhé.
Ok, như vậy là hôm nay mình đã đóng xong bao gồm là test xong bao gồm là hai mạch điều khiển động cơ loại dimmer loại 2000W với ký hiệu là từ 61 cho đến 80 và cả 20 mạch đều hoạt động rất là tốt. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.